Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 22 tháng 10, 2023 giá tăng mạnh. Cụ thể, giá mít ruột đỏ Indo Lá Bầu thương lái mua tại vườn hôm nay mít nhất lên tới 90.000 đồng cho tới 95.000 đồng một ký, giá kỷ lục hả bà con. Mít nhì từ 80 cho tới 85.000 đồng một ký, mít chợ từ 33.000 cho tới 35.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.